chức ăn bốc luôn nha cả nhà. Xử lý còn có gì chứ. Đổ hút đi. Đó, chức đức hành hạ má chồng nha. Kêu nấu bánh canh đã không ăn, giờ ăn bún lắm nè. Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Đó, hôm nay chức lúc sáng sớm thì chức có ra quán của dì Châu ngồi. Đó, hôm nay chức có qua kêu má chồng nấu bánh canh cho ăn nha cả nhà. Mà trong khi đó dì chức đưa có 100 ngàn à, mà chức kêu má chồng nấu một nồi bánh canh cho dì chức ăn. Đó, giờ dì Sinh cũng đang nhóm củi nha, nhóm lửa nha. Nhóm lửa với gọt củ cải, cà rốt. Chức chưa qua nữa gì Sơn à, hôm nay là chức nghe nói là chức có đi bán giấy số nha, mà hôm nay mà bán nhiêu cờ gì Sơn à, ý là giống như kiểu là khai trương nhóm nhóm không, coi sao tình hình ổn mà bán tiếp à. Đúng rồi, tại vì sức khỏe của gì chức cũng mới vừa xuất viện chưa biết sao nữa, nên chức cũng đang thử nha, thử dừng mai nha, coi chức đi lại ổn thì chức sẽ bán nữa. Lấy em củi dầu bỏ vô gì Sơn, khỏi à, xong đẩy cây này vô. Hôm nay là nấu bánh canh. Bánh canh xương không dì Sơn? Ồ, có gan đó dì Sơn. Trời ơi, nồi bánh canh cập cẩm chỉ có 100 ngàn nha cả nhà. Mốt ai có nấu cứ đưa dì Sơn 100 ngàn, dì Sơn dứt hết luôn. 100 ngàn chắc chụp cái hình đâu nè, ăn đi. Tới công chuyện luôn, vui vẻ nha cả nhà ơi. Rớt cái canh này Sơn ơi. Vậy Sơn cũng đang gọt cà rốt và bắt đầu cắt nghe, rửa sạch sẽ. Thì Sơn đang làm rửa sạch lại một cái cặp cẩm nha, đó, gan, phèo, xương. Cái này là cái cục dài dài đấy gì con, chậu chuột cái đó gì quên, cái gì quên mẹ rồi, để chia ra ăn à, với gan, với bao tử không, cái tim hay bao tử, tim đó, có huyết nữa nha. Này má chồng một bình nôm này, má chồng cưng hết, nấu cho con dâu ăn, dâu thèm nấu dâu ăn. Dâu mới về khám bệnh về rồi, đưa 100k vui vẻ ăn nồi bánh canh. Tới công chuyện thì nồi bánh canh 100k đó, đâu nồi bánh canh mua chắc chưa được cái rổ này 100 ngàn, giờ là đầy rổ, một rổ quá trời luôn. Nấu thì ăn chung chứ. Ở giờ sẽ quay đây lát để coi Sơn làm tiếp tục, rồi còn sẽ quay tiếp hành trình cho mọi người xem nha. Giờ thì Sơn đang trái tỏi nha cả nhà. Bọn đây đang bắt nước nấu. Bắt nước trụng. Trụng, trụng bánh canh đó gì Sơn? Trụng bánh canh trước á. Bánh canh sắt mà. À, bánh canh sắt. Còn con này trái tỏi mình làm gì Sơn? Bỏ lên mặt con. À, ý là bỏ lên mặt để thơm đúng không? Đó, Sơn nãy giờ luộc xong bánh canh sắt không, Sơn nãy? À, bánh canh.
Đó, Sưng mới luộc xong bánh căn sắt nha cả nhà. Đó, con này Sưng đang chiên lên, cái này chiên lên đấy Sưng. Ừ. Ủa cái này nóng là cái này để lâu quá. Ủa nó nóng dữ gì? Để ra ngoài đi Sưng. Ở trên đây không nóng à? Ở dưới á. Ủa dặn gì thôi, đưa tay lên là dính xương liền. Dặn dữ vậy. Mày ám ảnh rồi không? Ờ. Qua bị rồi, giờ sợ rồi. Thôi thôi, không đụng vô đâu. Hát dịch dịch rớt cái điện thoại luôn. Sưng mới luộc bánh căn sắt xong, giờ làm cho nó nguội cho nó. Cái này mình ngâm nước cho nó không có dính lại gì Sưng. Sưng ngâm nước. À, xả nước á. Đó, xong một con. Khét gì Sưng ơi, nó văng quá trời, nó văng ra cái đây luôn rồi. Bắt cái chảo ra xíu. Ừ. Lớn quá. Thì vô tình mình lỡ đổ mình chẹo con này mình biết nó văng mình ngán đưa vô nó giống như ngô mày nhé đi mất công đấy, cà chọt gớt cái điện thoại vô cái nồi cái chảo là hư luôn. Giờ Sưng nấu nước lèo này, nãy giờ Sưng bỏ thịt đồ vô hả Sưng? Cà rốt với khoai tây là xong, cà rốt với củ cải trắng là xong. À, trời nào chín là bỏ cà rốt với củ cải trắng. Củ cải trắng để lâu lâu chín không gì Sơn? Lẹ. Nó cục đó cục gì bự gì Sơn? Cái lưỡi. Cái lưỡi á? Lưỡi heo á? Trời ơi sao bự gì? Lưỡi mày sắc ra. Đó, nhiều thịt lắm nha cả nhà, đầy đủ hết đó, thịt gan phèo phổi tim quá trời quá xá luôn. Cục nào có chất lượng luôn. Khỏi bọc ngọt, tại vì nó ra nước xương đúng không, nó ra ngọt rồi. Cả nhà ơi, trời ơi, xôi ủng ục lên luôn rồi mọi người. Ý là nói xôi là giờ bắt đầu bỏ củ cải vô gì Sưng. Ồ, nó xôi quá xôi luôn cả nhà. Giờ chứ trời chứ qua là bập liền thôi nha cả nhà. Rồi chứ không biết tha phương ở tha phương trời nào rồi. Chắc đang quay clip mà không mất máy. À, có gọi chứ mình chứ không mất máy. Chết ngủ không? Đó, xôi quá xôi. Xong nó bỏ huyết củ cải cà rốt vô. Xong đổ lần hết rồi Sưng. Cà rốt đó, cái đó lâu cứng hơn con, lâu mềm. À, cà rốt lâu hơn. Nó hạ bớt lửa xuống. Bỏ cà rốt luôn. Đúng là má chồng thương con dâu thiệt. Có kiếp này không có kiếp sau mà. Không mà cậu gắng lo chính, cũng cải trắng chính lẹ lắm. Bây giờ nó hạ lửa xuống rồi. Nấu cháo lòng quá đầy đủ. Giờ đem bột ngọt vô. Bột ngọt, muối, đường, cà no. Không có đường à, quên nãy lấy mấy cái nước xương rồi, ngọt từ xương.
thơm thường thịt. Ăn từ thịt, ngọt từ xương, thịt nêm. Hamian Noko. Nó sao một miếng mắm nữa. Nó không gỡ ra nổi luôn đi chứ. Không phải. Đã nó, biết sao không? Thì sao chả đạm nó chút miếng một bọc chết luôn. À. Chơi lớn. Chơi lớn hôm nay là quán. Quán này sáng cũng nghỉ nên sưng nghỉ trưa luôn. Rồi là xong rồi ha. Giờ chờ nó chín cà rốt. Bắt đầu ăn nha mọi người. Bây giờ dì Sưng nấu bánh canh xong rồi. Giờ cũng có gì có mặt của dì Chức đây. Đây là coi bánh canh của dì Sưng nấu, có huyết, có thịt, có gan, có tim, nói chung là đầy đủ, không thiếu thiếu gì giống ngoài quán á. Còn dì Chức, sao chứ không ăn gì Chức? Sao dì Chức? Ủa sao sáng Chức kêu nấu bánh canh giờ nó khác món là sao? Trời ơi, cái này khó ăn khó ở gì đâu, ăn bánh canh nước dừa mới chịu hả? Rồi. Ừ, cuối cùng thì Chức không ăn gì, Chức ăn gì? Ăn bún hả? Ăn bún với mắm nem hả? Đó, đây là của dì Chức nha. Đó, Chức rồi ăn này phải không? Rồi, bá chảy bù chét luôn, hôm nay có má chồng nấu cho ăn luôn. Đó, đây là những phần đồ ăn của dì Chức mà dì Chức bỏ ăn. Dì Chức chỉ ăn giò trường với mắm nem với bún. Chức giống như ăn cái gì ca gọi là ngoài ca bán gì ca, bún chả Hà Nội phải không? Trời ơi, nó mặn như chục lột vậy. Mặn hả? Cái ta không thấy mặn, ăn giữa cái mặn quá trời ăn tí rồi. Thôi giờ còn có đâu còn ăn nha cả nhà. Chức ăn bốc luôn nha cả nhà. Xử lý còn có gì Chức? Sao có chén có đũa mà ăn Chức ăn bốc gì Chức? Về nè ăn chấm mắm nem đi, con đổ mắm nem vô Chức. Chức há miệng ra đổ cục này, con đổ cái chai mắm nem vô cho Chức. Bây giờ nhớ dính đây rồi. Đổ hút đi. Đó Chức đứt ra hành hạ má chồng nha. Kêu nấu bánh canh đã không ăn, giờ ăn bún à, mắm nem. Anh trả em mượn câu đi. Rồi đúng rồi. Tam.